Vâng, lại là bất động sản. Liềm tin chia sẻ cho quý vị và các bạn. Đối với cái thị trường bất động sản hiện nay, rất là nhiều người đang chờ đón những cái cơ hội mới, những cái giá trị để phát triển về bất động sản. Thì trong những cái câu chuyện và những cái gì nó đang diễn ra ở tại cái thị trường ở Phổ Yên, Thái Nguyên này, chúng tôi rất là mong muốn chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được những cái giá trị khi mà bất động sản ở tại thành phố Phổ Yên đang có cái chiều hướng phát triển rất là tốt. Thị trường Phổ Yên là một thị trường vô cùng tiềm năng nếu như mọi người tìm hiểu kỹ để đầu tư về bất động sản. Thì ở Phổ Yên nó có rất nhiều các cái điểm sáng mà những người nào chưa biết thì tôi sẽ chia sẻ sơ lược cho quý vị. Thứ nhất là thành phố mới đang xây dựng một trong những cái quảng trường, một trong những cái khu vực dự án rất là nhiều. Rồi thì Phổ Yên có con đường liên kết vùng, nó đi từ Bắc Giang qua Phổ Yên rồi sang Vĩnh Phúc. Một cái điểm sáng nữa đó chính là về cái khu công nghiệp nó phát triển rất là đỉnh. Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được là cái lý do mà ở Phổ Yên nó có một cái chiều hướng phát triển cực kỳ tốt, và chúng tôi cũng thấy được những cái điều đó là cái điều để làm cho cái thị trường bất động sản nó tăng trưởng, nó phát triển, nó đẩy cái giá của bất động sản cao lên rất nhiều so với trước đây. Tôi còn nhớ là năm 2019 có những cái mảnh đất rất là đẹp, vị trí cũng khá là tốt, nó chỉ đâu đó khoảng 3 đến 400 triệu một lô đất thôi. Nhưng đến bây giờ cái lô đất đó nó cũng đã lên tới 7 800 triệu rồi. Bây giờ ở thị trường Phổ Yên cái thế hệ để mà nói đến cái một cái lô đất ở trong cái phạm vi gần so với các khu công nghiệp, so với lại trung tâm của thành phố thì đâu đó nó cũng khoảng độ từ 500 triệu đổ lên. Ít khi chúng ta gặp được những cái lô đất 2 300 triệu. Bởi vì 2 300 triệu thì nó chỉ là những cái lô đất đường nó bé, hoặc là cái lô đất đó nó bị méo mó, đường cụt rồi thì có thể bị tranh chấp, thì là những cái lô đất đó là những lô đất giá nó rẻ. Vậy thì chúng ta nên làm gì? Là các nhà đầu tư thì chúng ta nên tìm hiểu như thế nào để chúng ta đầu tư. Một thị trường bất động sản ở Phổ Yên nó rất là bao la, rất là rộng. Nó có rất là nhiều các cái tổ dân phố, rồi có rất nhiều các cái xã phường mà chúng ta không biết là tìm hiểu như thế nào để mà đầu tư. Vậy thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị đôi chút để cho quý vị có thể nắm bắt được những cái phương pháp, cái cách thức đầu tư về bất động sản. Nhiều khi cả một thị trường rộng lớn như vậy thì chúng ta không có nhiều tiền. Một cá nhân chúng ta không phải là có rất nhiều tiền để chúng ta đầu tư vào xã này một ít, xã kia một ít, hay là phường này một ít, phường kia một ít, đúng không ạ? Chúng ta không thể đủ lực để chúng ta đầu tư bao quát như kiểu thả một cái lưới chùm vào đấy được. Chính vì cái điều đó là một cái điều mà tại sao chúng tôi phải nói với quý vị là nhìn chung ấy thì nó là phát triển thật, nhưng mà chúng ta không phải là người nhiều tiền. Chúng ta có những người chỉ có tiền để mua một mảnh thôi, có những người thì có tiền mua khoảng độ 2 3 mảnh. Còn để mà nói đến các nhà đầu tư ấy, mà mua đến hàng vài chục mảnh thì trong cái thị trường này lại rất là ít, đúng không ạ? Và người ta đầu tư vài chục mảnh là người ta hay đầu tư theo cái lối của dự án, người ta đầu tư cả lốc hay là người ta đầu tư nửa cái dự án đó, đúng không ạ? Thế cho nên là chia sẻ để cho quý vị nắm được là đối với các nhà đầu tư, nếu để mà nói thì gãy gọc hết thì cũng không ai làm được.
đúng không ạ? Còn chúng tôi chia sẻ cho quý vị thì chúng tôi cũng chỉ chia sẻ ở một cái mức độ, ví dụ như là các nhà đầu tư mua một vài mảnh, họ đã tích lũy được một cái dòng tiền chẳng hạn như là có 500 triệu, 700 triệu hay là 1 tỷ, hay là người ta tích lũy được 2 tỷ. Người ta có thể mua một cái mảnh đất hoặc là mua đến hai cái mảnh đất thôi, đúng không ạ? Còn một số các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì khi họ đi đầu tư họ đã có cái phương pháp đầu tư rồi, họ đã có cái cách thức đầu tư rồi, cho nên là cái đấy người ta không cần phải bàn với mình. Tôi chia sẻ ở đây thì những người nào mới bắt đầu đi đầu tư hoặc là những người có một cái số lượng tiền ít mà chỉ đầu tư được một mảnh thôi thì chúng ta phải lựa chọn làm sao được cái lô đất nó ở những cái vị trí đắc địa, và chúng ta mua, chúng ta để ở đó một thời gian thì nó sẽ nhân lên cho chúng ta được cái lợi nhuận, đúng không ạ? Bởi vì rất là nhiều người khi mà mua không biết, không biết cách, không biết giá cả và không biết vị trí. Khi chúng ta bỏ tiền, chúng ta mua rồi, chúng ta để 1 năm, 2 năm, nó cũng không nhân cho chúng ta cái lợi nhuận, đúng không ạ? Rất là nhiều người bị như vậy. Thế cho nên là tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy cái mà quý vị lên đầu tư. Khi chúng ta có 500 triệu, tôi lấy một cái ví dụ, chúng ta lên đầu tư ở đâu? Thì theo quan điểm của tôi thì hiện tại bây giờ 500 triệu là cũng đã có những cái lô đất để chúng ta đầu tư rồi. 500 triệu là chúng ta đủ để mua một lô đất ở tại gần cái khu vực chẳng hạn như là khu vực của khu công nghiệp, khu công nghiệp Samsung, khu công nghiệp Điềm Thụy, rồi thì cụm công nghiệp Tân Phú. Đấy, là nó cũng đủ để mua một mảnh đất. Nhưng mà chúng ta phải tìm hiểu mua cái mảnh đất đó, cái diện tích như thế nào, vị trí ra sao, đúng không ạ? Chúng tôi cũng đã đi săn tìm rất nhiều những cái mảnh đất với những cái giá thành 500 triệu ở gần khu công nghiệp. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị là với cái mặt tiền 5 mét, sâu khoảng 20, thì đâu đó nó sẽ rơi vào khoảng 100 mét. Và một là 100 mét thổ cư là cũng có cái giá 500 triệu. Hai là 60 mét thổ cư và vài chục mét đất cây đô năm thì nó cũng dao động từ 100 cho đến 120, 130 mét, thì nó cũng ở cái giá là 500 triệu. Thế thì chúng ta phải lựa chọn, bởi vì nếu như nó sát khu công nghiệp quá thì cũng không có giá đấy, đúng không ạ? Bởi vì là càng gần khu công nghiệp thì những cái mảnh đất như vậy nó sẽ có những cái giá thành đắt hơn. Thế thì tìm đâu ra những cái mảnh mà 500 triệu thì chia sẻ cho quý vị là với những cái mảnh 500 triệu ấy, thì chúng ta sẽ phải ở một cái bán kính nó khoảng độ từ hai cái số hất lại, tức là từ một cái số hất ra và hai cái số hất lại thì chúng ta mới có được những cái mảnh đất như vậy. Đấy. Và chúng ta đầu tư ở gần khu công nghiệp thì nó có cái lợi ích như thế này. Thứ nhất ấy, là thị trường bất động sản thì chúng ta biết rồi, hiện tại bây giờ thì nó đang ở cái thế tức là chững bắt đáy thì nó mới còn cái giá 500 triệu. Chứ còn nếu như lúc đất sốt, thực ra ở gần khu công nghiệp này không có cái giá 500 triệu mà nó phải là 700-800 triệu rồi. Đấy. Thế nhưng đến bây giờ thị trường nó xuống rồi, bây giờ chúng ta tìm được 500 triệu là chúng ta đã thấy nó là bắt đáy rồi. Thế mà 500 triệu bây giờ mà chúng ta bỏ ra, chúng ta đi mua về thì chúng ta sẽ có những cái lợi ích. Thứ nhất là nay mai ấy, cái sự phát triển của bất động sản nó đi lên là một cái yếu tố. Một cái yếu tố thứ hai nữa là khi bất động sản nó đi lên, khi thị trường nó đi lên thì các nhà máy nó cũng phát triển. Các nhà máy nó phát triển thì đương nhiên rằng là công nhân nó cũng sẽ đông hơn và cái nhu cầu sử dụng đất nó cũng sẽ nhiều hơn, đúng không ạ? Rồi thì đến một cái điểm nữa, tức là
về thị trường, tức là thành phố nó phát triển thì đương nhiên rằng là thành phố phát triển thì nó cũng kéo theo về thị trường bất động sản nó cũng đẩy lên. Một cái điểm nữa là gì, là giá tiền bị lạm phát và cái đồng tiền của chúng ta càng ngày nó càng bị mất giá. Cho nên là bây giờ chúng ta bỏ ra 500 triệu thì nó là to, nhưng một vài năm nữa 500 triệu thì nó rất là bé, đúng không ạ? Thế cho nên là đấy cũng là một trong những cái mà chúng ta thấy được rằng là cái thị trường nó làm cho cái bất động sản đó nó cũng sẽ đẩy lên, đúng không ạ? Thế thì đấy là một trong những cái mà chúng tôi thấy là nếu như quý vị tìm hiểu về bất động sản mà quý vị đầu tư trong cái giai đoạn này thì tôi thấy là nó có một cái hợp lý. Thứ nhất là giá nó đã xuống rất là nhiều so với lúc lúc sốt rồi. Có những mảnh đất xuống đến một nửa, có những mảnh đất thì hiện tại là xuống 30 đến 35%, nó là phổ thông lắm rồi. Cho nên là khi mà đi đầu tư bất động sản thì tôi thấy nó mang một cái tính chất là hiện tại như bây giờ người ta đang gọi đó là bắt đáy. Đấy, chúng ta bắt đáy được tốt thì sau nay mai chúng ta sẽ đem lại cái lợi nhuận cao. Còn ở đây thì như chúng tôi đang đi trên con đường này là con đường gom của khu công nghiệp, tức là khu công nghiệp của Yên Bình thì các nhà máy Samsung, Hansoil, rồi thì tí nữa chúng tôi vượt qua cái khu Yên Bình này thì đến khu công nghiệp Điểm Thụy, tức là một trong những cái khu vực trải dài hàng vài cây số về khu công nghiệp. Đấy, thế cho nên là khi mà quý vị lựa chọn những cái giá trị để đầu tư về bất động sản, những cái lô đất vài trăm triệu hay là vài tỷ thì ở trong khu công nghiệp này nó rất là nhiều. Đấy, còn nếu như quý vị nào mà đang có những cái nỗi băn khoăn sợ về đầu tư bất động sản, đúng không ạ, thì chúng ta sẽ không dám đầu tư trong cái thời điểm này. Người ta chỉ dám đầu tư trong những cái lúc mà thị trường nó bung lên, tức là nó đang sốt thì người ta nhảy vào người ta đầu tư. Thì những cái lúc đó là những cái lúc rủi ro rất là lớn. Chia sẻ cho anh em là lúc đấy là lúc rủi ro rất là lớn mà chúng ta không lường trước được. Còn đầu tư vào thời điểm này là một thời điểm vàng để chúng ta đầu tư. Tuy rằng thị trường nó chưa có một cái biến động gì nhiều, thế nhưng mà thời điểm này là thời điểm chúng ta rất dễ mua, và thứ hai nữa là giá rất hợp lý. Thứ ba nữa là trong cái lúc này là cái lúc mà chúng ta mới tìm được những cái vị trí, đúng không ạ, để chúng ta đón được cái sóng mới, đón được cái sự phát triển mới. Cho nên là nó sẽ mang lại cái lợi nhuận rất là cao. Thật sự với quý vị là nếu như chúng ta biết thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của nó. Còn nếu như chúng ta không nắm được, chúng ta cứ chờ đến lúc mà thị trường bất động sản nó nóng lên, lúc đó chúng ta mua vào giá nó cũng đã cao. Hai nữa là lợi nhuận nó lại rất là thấp. Đấy, rủi ro thì lại cao. Thế cho nên là tôi cũng mong sao là chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được là nếu như quý vị mà còn băn khoăn một cái nỗi lo lắng về đầu tư bất động sản thì quý vị nên suy nghĩ lại, trau chuốt lại trong những cái quá trình mà tất cả những nhà đầu tư về bất động sản người ta đã đầu tư bao nhiêu năm trước. Quý vị cứ xét nó đi để kiểm chứng xem là thị trường bây giờ chúng ta có lên đầu tư hay không, đúng không ạ? Đấy, đấy là một cái mà chúng ta lật ngược lại tình thế để chúng ta tìm hiểu. Còn bản thân chúng tôi luôn luôn hàng ngày chúng tôi đều đi tìm, đều đi săn những cái mảnh đất giá rẻ, những cái mảnh đất đầu tư có sinh lời cao để chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Nhiều khi chia sẻ cho quý vị ngày hôm trước, ngày hôm sau mảnh đất đó đã mất rồi. Đấy, nó rất là nhanh. Đấy là những cái rất là thực tế. Cho nên là tại sao chúng tôi phải nói với quý vị để cho quý vị thấy được cái giá trị thực tế nó đang tồn tại và nó đang phát triển. Đấy, mà nhiều người thì lo lắng sợ hãi
đấy cũng là một cái cách để chúng ta tìm hiểu. Và một lần nữa thì chúng tôi luôn cảm ơn quý vị khi mà quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video của chúng tôi chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Nếu quý vị có muốn đầu tư về bất động sản thì quý vị cứ nghiên cứu về cái kênh bất động sản của chúng tôi, bởi vì chúng tôi hàng ngày chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những cái mảnh đất để quý vị thấy được cái giá trị tiềm năng của nó để quý vị đầu tư. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.